Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 28 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Khúc Tráng ca Hòa bình, cầu truyền hình tái hiện và khắc ghi những trang sử hào hùng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Để chủ động trước những biến động tiền tệ trên thế giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Nhờ áp dụng công nghệ cao, giá trị từ 1 hecta đất nông nghiệp có thể đạt 1 tỷ đồng. Cũng từ những nông trang hiện đại này, nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đã ghi tên trên bản đồ thế giới. Sẽ có thêm 10 triệu người được hưởng lợi từ các chính sách và chương trình mục tiêu của chính phủ về giảm nghèo trong giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, và tối qua đã diễn ra chương trình đặc biệt cầu truyền hình Khúc Tráng ca Hòa bình. Chương trình được tổ chức tại 6 điểm cầu là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Quảng Nam, Bình Định và An Giang. Quốc hội Vương Đình Huệ và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Lòng biết ơn sâu sắc đối với những trong phát biểu được ghi hình gửi tới cầu truyền hình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, lời thăm hỏi ân tình, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Tổng Bí thư nhấn mạnh, hãy sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đây biết được thông tin chính xác về người chú của tôi, gia đình rất là xúc động. Cầu truyền hình Khúc Tráng ca Hòa bình đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc qua các tiết mục nghệ thuật hào hùng, bi tráng cùng những câu chuyện xúc động, sâu lắng. Trong 120 phút, xuyên suốt 3 chương, những dấu chân hòa bình, bài ca không quên và khát vọng hòa bình, chương trình đã tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc với biết bao người con ưu tú đã ngã xuống cho khát vọng hòa bình cháy bỏng của người Việt Nam. Nhìn lại những hy sinh, mất mát, những nỗi đau không thể xóa nhòa ấy, thế hệ hôm nay luôn mang trong mình bài ca không quên về những người đã ngã xuống, về sự hy sinh cao cả của các bà mẹ Việt Nam anh hùng vì độc lập, tự do và thống nhất của dân tộc. Và hôm nay, những thế hệ đã đi qua cuộc chiến hay những người được hạnh phúc sống trong thời đại không còn tiếng đạn bom đều hiểu về cái giá của hòa bình, để từ đó nguyện chung tay sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, không ngừng phấn đấu, khơi dậy động lực cống hiến cho một Việt Nam phát triển, phồn vinh như tinh thần đã được khẳng định tại Đại hội 13 của Đảng, để sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ từng mong muốn. Tiếp đại sứ